Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, giờ Cali. Thì như mà nào mà Hoa Kỳ đó, hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ ở Việt Nam nên các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi và đương nhiên ngay thì đến bây giờ đó thì vẫn chưa có những tài liệu liên quan đến chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ thị trường futures thì khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới mở cửa các bạn cho nên chúng ta cũng giống như là mọi chủ nhật đó, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những cái tin tức hay là một số những cái sự kiện lớn trong tuần này chúng ta cũng sẽ dành thời gian à, để trung bình giá cái account demo và thường cũng muốn cập nhật cái danh mục đầu tư của thuần với các bạn cuối tuần này đó thì cũng không có nhiều tin tức các bạn nhưng mà chúng ta nhìn vào giá cả đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi liên quan tới BTC các bạn thấy được là ngày thứ sáu tới bây giờ đây thì cả cuối tuần giá của BTC cũng xoay quanh mức là khoảng 30.300 đô hiện bây giờ là 30.290 Cả trên crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua chúng ta có xanh có đỏ nhưng mà cũng có một số đồng cũng khá là xanh các bạn. Chúng ta tiếp tục thấy được những đồng như là chúng ta thấy là đồng KS tăng 15%, chúng ta có Maker tăng 11%, H7% XRP tiếp tục tăng thêm 4% các bạn và One Inch tăng 13.8% nhưng mà chúng ta cũng có khá nhiều những đồng Có màu đỏ xuất hiện trong vòng 24 giờ qua nhưng mà cũng không phải là đổi nhiều lắm nếu như mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó, thì các bạn thấy được là không có nhiều sự thay đổi giá của BDC chúng ta vừa nói đến cũng như vậy Ethereum thì cũng cỡ đó các bạn nhưng mà trong vòng một tuần qua thì vẫn tăng 3.2 nhưng mà cái con số tăng trưởng này thì đương nhiên không bằng những đồng mà đã có nhiều sự sôi động trong vòng mấy ngày qua sau khi mà có thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán các bạn tiếp tục thấy được là XRP bây giờ đã mức là 74 cent rồi các bạn và trong dòng một tuần qua thì vẫn tăng 58% Cardano thì một tuần qua vẫn tăng 11% Solana vẫn tăng 29% các bạn nói nghĩa là trong vòng 24 giờ qua đó thì cũng có một số như đồng altcoin như là Cardano, Dogecoin hay là Polygon thì cũng giảm khoảng 3-4% nhưng mà trên căn bản đó so sánh với giá bây giờ so với một tuần trước thì giá cả vẫn có cái sự tăng trưởng và chúng ta nói tới XRP thì chúng ta thấy được là sau khi mà có thông tin rồi Thì cho tới bây giờ đó, chúng ta vẫn nhận được một số những cái thông tin Thôi cảm thấy là nó cũng không có đúng sự thật các bạn sự thật đó, đối thuận thì thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán nó có sự ảnh hưởng rất là tốt đối với lại những cái altcoin và thị trường crypto nói chung trong thời gian dài hạn đương nhiên trong thời gian ngắn hạn đó, thì các bạn thấy được là có nhiều những cái altcoin cùng với lại XRP đã tăng rất là nhanh rồi thì có một đợt điều chỉnh là điều mà cũng dễ hiểu mà thôi nhưng mà đối với cái ảnh hưởng dài hạn đó, thì nó rất là tốt đối với Thuận Ở trên những mạng xã hội đó thì thường vẫn thấy có một số người tung ra những cái thông tin đó, nó cũng không hoàn toàn đúng sự thật hay là cái thông tin đó nó rất là nặng về suy luận nhân và chủ yếu đó nhiều người nói là chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều đến cái quyết định liên quan tới XRP không phải chứng khoán tại vì thẩm phán không phải nói như vậy cái đó không phải thật. Này kia nọ nhưng mà thật ra đó những người này họ chỉ dựa vào một phần nhỏ của văn kiện mà thôi. Và những cái thông tin đó đó gây ra nhiều cái sự hiểu nhầm các bạn và thuần ở đây để nói với các bạn là đối với thuần thông tin đó liên quan đến XRP là cực kỳ tốt như là thường vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà các bạn thấy được là một trong những người rất tiêu biểu gần đây đó thì à, hầu như trở thành một leadership thứ hai các bạn rất là thích nói về XRP tại vì khi nói về crypto và XRP đó, thì à, cái lượng tương tác tăng lên rất là cao trên Twitter đó chính là John Restart thực ra thường không có biết người này là ai đâu các bạn đây là một trong những người mà mới vừa xuất hiện với cái à, danh tánh là người làm việc cho SEC nhưng mà cũng là cách đây 15 năm rồi nhưng mà cũng thường hay chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của mình và thường à, đi và có xu hướng rất là tiêu cực liên quan đến crypto. thật ra mỗi người đều có một cái suy nghĩ cá nhân, điều đó thường không có nói. và đây chỉ là một cái ví dụ mà thôi các bạn. À, giống như là đây là một cái à, luật sư mà rất là không thích tiền crypto này và thường hay chia sẻ là tiền crypto không nên tồn tại. đừng nói đến là không có luật quản lý, chúng ta không nên có luật quản lý, tại vì thị trường này không nên tồn tại. đó là quan điểm của John Restock và điều mà tôi muốn chia sẻ đây là mỗi lần các bạn đọc những thông tin thì các bạn nên hiểu là người này đã có quan điểm như thế nào và góc cạnh nhìn của họ đó là là sao liên quan đến crypto mà thường cảm thấy nhiều khi những bài báo đó thì cứ đăng những thông tin này để cho mọi người bấm vào để mà đọc trong khi không có nói rõ tại vì những cái tin tức như thế này đó thì nó không mang tính chất trung lập các bạn và cũng dễ hiểu mà thôi tại vì đâu ai có thể trung lập được rồi các bạn bản thân thuận là một người rất là ủng hộ crypto thì đương nhiên không có trung lập về cái phương diện đó rồi các bạn không tìm đến thuận và hỏi câu hỏi là thuận nghĩ sao về tương lai của crypto đương nhiên thuận rất tin tưởng rồi các bạn cho nên thuận mới bỏ thời gian ra để mà chia sẻ thông tin thường xuyên với các bạn và đầu tư một số lượng lớn vào trong thị trường này tại vì đồng thân thuận là nằm ở trong thị trường này cũng tương tự các bạn không nên hỏi những người mà đã có quan điểm không đến crypto nghĩ sao về crypto cho nên đây là điều mà thuận muốn các bạn cần nên có một cái quan điểm để các bạn hiểu là tin tức này đến từ đâu và cái góc cạnh nào nó rất là quan trọng chứ nếu không nó sẽ rất là rối các bạn tại vì báo chí thì cứ ai mà được nhiều người quan tâm thì họ cứ đăng mặc dù họ không có nói rõ là quan điểm người này là như thế nào cũng giống như là chúng ta nói tới Mark Kaiser các bạn đây là một người mà cực kỳ ủng hộ BTC và người này đó là một người mà có thể nhiều người gọi là Bitcoin Maximalist Có nghĩa là những người theo chủ nghĩa Bitcoin Đây là những người mà chỉ thích BTC mà thôi và không thích bất cứ đồng nào khác Và Matt Kaiser là một ví dụ thôi các bạn chúng ta cũng có Michael Saylor Và những người mà thuận Newton đây đó không phải là thuận không thích thì gì hết đó, Thuận chỉ Newton để làm ví dụ mà thôi Và đối với Matt Kaiser đó thì về phương diện BDC mình rất là thích các bạn Tại vì Matt Kaiser là một trong những người mà ở trong thị trường này nhiều năm Cống hiến thị trường này đang nhiều vô số kể, nhiều hơn cả thuận, nhiều hơn cả nhiều bạn ở đây cho nên Matt Kaiser đã làm nhiều điều cho thị trường crypto này và nhất là liên quan tới BTC đây cũng là một, một trong những người mà Thuận cũng rất là thích nhưng mà về quan điểm altcoin đó thì các bạn đã biết là Matt Kaiser là một người mà rất ghét altcoin nghĩ là chỉ cần Bitcoin mà thôi tất cả altcoin đó đều là những coin rác hết và không nên tồn tại thì đương nhiên đối với lại cái sự kiện của XRP thì Matt Kaiser đã không được vui được các bạn tại vì không thích là XRP không được xem là chứng khoán cho nên nhiều khi sự tấn công đến không phải là từ bên ngoài các bạn mà nhiều khi giữa cộng đồng crypto đó cũng có nhiều cái sự tấn công với nhau nhất là những người mà chỉ đi về chủ nghĩa BTC không thích tất cả những ô khác chứ như thường cũng rất thích Michael Saylor các bạn nhưng mà đương nhiên các bạn không nên hỏi macro nghĩ sao về Ethereum nghĩ sao về Cardano tại vì macro sẽ nghĩ tất cả là chứng khoán <laughs> tại vì đối với sai lời, chỉ cần có BTC mà thôi thì mỗi người một quan điểm các bạn thôi. chỉ muốn các bạn lưu ý khi các bạn đọc thông tin trên mạng hồi sáng nay tôi cũng dành thời gian để mà xem cái video từ Legal Briefs các bạn đây là một trong những luật sư cũng rất nổi tiếng Jeremy Hogan một trong luật sư mà tôi cũng đã từng chia sẻ trên channel này thôi không phải là một luật sư như bạn cũng đã biết cho nên uh, chủ yếu đó là thường chia sẻ theo cảm nghĩ cá nhân của thuận và thường thu thập những thông tin đến từ những người mà hiểu về luật hơn thì Jeremy Hogan uh, cũng đã chia sẻ một cái video nói về sapi và cái phán quyết này đã có ý nghĩa như thế nào thì đối với Jamie Hogan cái phán quyết này có ý nghĩa cực kỳ lớn luôn tại vì thẩm phán Torres trong cái vụ kiện này đó thì có thể như những thẩm phán khác giống như thẩm phán ở trong cái vụ kiện của Library chỉ đơn giản nói là lúc bán token là một chứng khoán còn token sau khi mà bán rồi đó hay là giao dịch trên sàn thì lúc đó có phải là chứng khoán hay không đó thì sau này ra tòa mới biết tiếp tục được có nghĩa là chỉ nói một phần mà thôi phần còn lại đó thì có thể là không có muốn bình luận hiện bây giờ đi một con đường an toàn hơn để kéo thêm giờ các bạn. Nếu như mà muốn biết cái token XRP bán trên sàn chứng khoán có phải là chứng khoán hay không, đó, thì SEC lại cần phải kiện thêm một lần nữa. Thì đó là cái cách làm an toàn hơn. Nhưng không các bạn, thẩm phán Torres đã ghi rõ ràng trong văn bản là XRP bản thân là token không phải là chứng khoán thì làm này để làm gì các bạn tại vì các bạn đã biết đó là trong vụ kiện này nó kéo dài gần như là 3 năm và trong vụ kiện này đó đã có nhiều người đứng lên hướng về phía XRP ủng hộ cho nên chúng ta có luật sư John Deaton đại diện cho khoảng chừng 75.000 XRP holders đây là những người mà họ nạp văn bản lên cho tòa án à, để mà chia sẻ cảm nghĩ của mình chủ yếu đó, nói là cái vụ kiện này đã khiến cho nhiều hodlers của XRP đó bị lỗ họ không thể tiếp cận được với token này khi mà giá rẻ tại vì nhiều sàn ở Hoa Kỳ đã đi list cho nên cái sự ảnh hưởng của vụ kiện này đã ảnh hưởng xấu đối với tài chính của họ và luật sư John đi thành đại diện cho 75.000 người này và đối với luật sư Jamie Hogan điều này là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định cuối cùng của thẩm phán Torres Tại sao thẩm phán lại quyết định chia sẻ phán quyết của mình về token XRP mặc dù trong vụ kiện không có nói rõ là cần phải xử XRP là chứng kho hay không trong điều kiện này chỉ nói là sec kiện công ty ripple và kiện những người lãnh đạo vì bán chứng khoán không đăng ký thì hợp đồng chứng khoán đó có nghĩa là lúc bán trực tiếp cho những cái công ty đầu tư những cái tổ chức đầu tư thì những cái người này đó họ mua họ biết họ mua trực tiếp từ ai đó chính là trực tiếp từ công ty ripple vì lý do đó đó họ có quyền để có cái suy luận là họ đầu tư trực tiếp vào công ty công ty dùng cái tiền này để mà kinh doanh và sao đồng xrp sẽ tăng giá trong khi một người mua trên sàn thì họ không biết họ mua từ ai cho nên họ không thể có cái suy nghĩ là họ đưa tiền trực tiếp cho công ty xrp và từ đó họ suy luận là còn Ripple cần phải kiếm được lợi nhuận để mà thúc đẩy việc sử dụng đồng XRP để cho token này tăng giá. Các bạn thấy được hai cái đó là hai cái khác nhau và đối với Jeremy Hogan thì sau khi mà thẩm phán hiểu được hơn là cái này không phải là chỉ riêng về tranh luận ai đúng ai sai về cái mặt luật luật how we test có áp dụng được với lại crypto hay là không áp dụng ra sao nó không phải chỉ mang cái tính chất trừu tượng đó mà phía sau lưng chúng ta còn có biết bao nhiêu là những người đầu tư họ đang bị ảnh hưởng rất nặng nề về cái sự kiện này cho nên thẩm phán Torres đã quyết định trong cái vụ kiện này làm rõ token XRP không phải là chứng khoán và đương nhiên nếu như mà XRP không phải là chứng khoán thì nhiều token khác có khả năng cũng không phải là chứng khoán các bạn và quyết định này đã cực kỳ xấu đối với lại cái chiến lược tấn công crypto của SEC cho nên tôi cảm thấy mắc cười khi mà SEC lại chia sẻ là mình rất hài lòng vì kết quả này tại vì SEC đã thắng đúng là họ đã thắng nhưng mà họ chỉ thắng được một phần nhỏ mà thôi mà họ bỏ lỡ cả một phần lớn tôi tóm lại đó là họ thua đầm trong cái vấn đề này tại vì các bạn nên hiểu là SEC vẫn đang kiện những sàn như là Coinbase vì lý do là những sàn này cho giao dịch chứng khoán nếu như mà chúng ta áp dụng cái suy nghĩ của thẩm phán Torres thì có thể là những đồng mà được new tên trong vụ kiện của SEC và Coinbase thì những điều đó cũng có thể là không phải là chứng khoán nếu vậy thì uh, ví dụ kiện này đâu cần phải xử nữa các bạn cho nên tôi mới nói là cái sự ảnh hưởng nó sẽ rất dài hạn và rất là tốt cho thị trường crypto này nói chung cho đến khi nào chúng ta nghe thêm thông tin là SEC muốn kháng cáo mà thôi nhưng mà kháng cáo đó thì có nhiều rủi ro thì nên chia sẻ trong cái video cách đây hai ngày rồi như mà nào mà muốn hiểu hơn có thể xem video đó và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là dự án stone.fi đây là nền tảng trên blockchain thon và hướng tới cách mạng hóa các giao dịch phi tập trung và đề thông điệp đến từ stone.fi stone.fi là nền tảng chuỗi chéo loại bỏ nhu cầu về cầu nối với phí bằng không trượt giá thấp giao diện dễ dùng và kết nối trực tiếp với lại Vitron. Chúng ta đã trải qua cái thời kỳ giao dịch crypto chậm và tốn kém. Stone DeFi cung cấp giao dịch nhanh chóng với phí gần như bằng không, giao dịch token và cung cấp thanh khoản thuận tiện và nhanh chóng. Trải nghiệm lần đầu tiên farming trên Tron kiếm phần thưởng theo thời gian thật trong các pools như là JUSDT Tron và Pool Stone Tron. Bạn có thể theo dõi lợi nhuận một cách dễ dàng. Stone là token quản trị của nền tảng. Với việc nắm giữ Stone, bạn được cấp quyền truy cập vào DAO, định hình tương lai của giao thức, nhưng mà đó không phải là tất cả. Gần đây, Stone.5 đã ra mắt Yield Farming Stone. Bạn có thể kiếm được Token Stone theo thời gian bằng cách là cung cấp thanh khoản trong Pool, J, UST và Stone. Những mà nào mà quan tâm đó, thì các thông tin chi tiết như thường lệ thường lệ bên dưới phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ video ngày hôm nay Stone.5. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin được trong video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những thông tin ở bậc khác. Nhưng mà trước hết thì tôi muốn cập nhật một chút xíu thông tin với các bạn về kênh Thuận Capital thì có thể đây sẽ là những tuần cuối cùng các bạn nhìn thấy cái background này à, tại vì như bạn cũng đã biết đó là Thuận cũng vừa mới mua thêm một căn nhà và hiện bây giờ đó, cái căn nhà đó là Thuận đang cho mướn. Tại vì cái người mua nhà đó thì họ cần phải mướn lại hơn 2 tháng, hoặc chừng là 2 tháng một tuần à, tại vì họ cũng đang xây một căn nhà khác họ cũng đã thông báo đó là họ sẽ dọn ra vào đầu tháng sau, có nghĩa là là đầu tháng sau đó trong vòng 3 tuần nữa thì uh, Thuận sẽ dọn qua bên đó và căn nhà này uh, Thuận sẽ cho mướn thì uh, khi qua đó rồi đó uh, Thuận sẽ gây dựng lại một cái studio mới nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái studio này và sẽ có một cái background mới Thuận sẽ có những cái uh, station để có thể uh, review những cái sản phẩm crypto với các bạn tại vì đó là một điều mình thường muốn làm trên kênh này nhưng mà thật ra cái phòng này nó cũng hơi bị bộn các bạn các bạn có thể nhìn thấy được À đây là một cái hình ảnh có thể là tương đối ok khi mà lên trên YouTube Nhưng mà trên thực tế, cái phòng này rất là bề bộn các bạn Cũng không có nhiều chỗ để thường có thể làm, làm kia Nhưng mà qua bên cái studio mới rồi đó Thì thường sẽ có nơi để mà review sản phẩm Và sẽ có một cái background để thường làm video hàng ngày Và cũng sẽ có một cái background khác nữa Để thường ngồi trên ghế salon chia sẻ tâm sự với các bạn liên quan đến đầu tư Cho nên kênh cũng sẽ có một số những cái sự đổi mới để cập nhật thêm nhiều giá trị với các bạn Chúng ta bây giờ hãy uh, trở lại để mà chia sẻ về những cái sự kiện lớn liên quan đến tài chính trong tuần này Thì thật ra tuần này đó sẽ là một tuần mà khá là im lặng các bạn Tuần này chúng ta không có nhiều những cái uh, chỉ số hay là lời phát biểu đến từ Fed hay gì hết đó. Chủ yếu chúng ta có một số những cái chỉ số liên quan đến nền kinh tế ở Hoa Kỳ uh, Như là liên quan đến là người ta chi tiêu ra sao Khi mà có những cái thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn Nhưng mà thật ra tuần này cũng không có cái thông báo gì rõ lớn đâu Tuần sau đó mới là quan trọng các bạn Tuần sau có nghĩa là cái tuần bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 cho đến thứ sáu ngày 28 tháng 7 đó thì đây sẽ là một cái tuần mà có rất nhiều những sự kiện lớn như là chúng ta nhận được cái thông báo liên quan tới lãi suất của Fed vào ngày 26 tháng 7 nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi nghĩ ai cũng hiểu là khả năng cực kỳ cao là Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa và tăng 0.25% dựa theo cái phần trăm ở trên CME cho bạn, CME futures bây giờ 96.7% đương nhiên về là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm 0.25% nữa. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là Fed sẽ nói gì sau khi tăng lãi suất trong đợt này. Khi mà tăng xong rồi đó, Fed cho ra dấu hiệu đây là lượt tăng của cuối cùng rồi hay là sẽ như thế nào hay không cái quan trọng hơn đó chính là giọng điều của chủ tịch John Powell chúng sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn khi nào có thông tin rồi chúng ta cũng có cái tài liệu ngày thứ năm trong tuần tới nữa ngày 27 à, tháng 7 đó liên quan tới chỉ số GDP có nghĩa là tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ trong quý 2 ra sao và ngày thứ sáu 28 tháng 7 đó chúng ta sẽ nhận được chỉ số phần trăm lạm phát PCE À, nói chung đó, thì như thường dự chia sẻ trong tuần này đó, chúng ta sẽ không có nhiều những sự kiện nổi bật nhưng mà tuần tới nữa sẽ rất là bận rộn chỉ ngoại trừ tuần này đó, chúng ta có cái thông tin là bộ tài chính sẽ bán thêm 202 tỷ đô la công trái phiếu và chúng ta có thể nhìn thấy lịch trình bán nó nằm như là các bạn đã thấy trên màn hình đó. thì uh, chúng ta sẽ thấy được là công trái phiếu Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục bán và cái nhu cầu thu mua cũng còn rất là cao các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là những công trái phiếu đã bán trong tuần vừa rồi đó thì phần trăm uh, vẫn trên 5.2% các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được um, giống như là công trái phiếu 4 tuần thì chúng ta thấy là đợt này nha, thì muốn bán tổng cộng là khoảng chừng 64 tỷ các bạn nhưng mà đã có tới 189 tỷ đấu giá có nghĩa là cái số lượng người mua cực kỳ đề cao à, Chúng ta nhìn thấy được là công trái phiếu 8 tuần ra thì cũng tương tự các bạn Muốn bán thu vào là khoảng 58 tỷ đô la Cái số lượng tiền dùng để mà đấu giá đã lên tới hơn 170 tỷ rồi Rất là nhiều người quan tâm đến việc là chính phủ Hoa Kỳ bán công trái phiếu Vì hai lý do các bạn Lý do đầu tiên đó là cái sự lo sợ là cái số lượng tiền dùng để mà mua công trái phiếu thì cái số tiền đó sẽ không thể dùng để mà đầu tư cho nên việc công trái phiếu được bán ở hoa kỳ sẽ hút tiền về bộ tài chính thì sẽ dẫn đến ít tiền trên thị trường hơn có nghĩa là chúng ta sẽ thấy dòng tiền sẽ yếu hơn và những tài sản sẽ không thể tăng trưởng nếu như mà chúng ta có dòng tiền yếu lại đó là một cách suy nghĩ các bạn tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra và thậm chí các bạn thấy được là bộ tài chính đã bán công trái phiếu trong vòng mấy tuần qua chứng khoán thì vẫn tăng crypto thì các bạn đã thấy rồi vẫn tiếp tục có một cái sự tăng trưởng do hồi phục trong năm nay cho nên việc là bộ tài tài chính bán công trái phiếu hút tiền trở về ra thì về mặt lý thuyết là đúng nhưng mà cái sự ảnh hưởng thì chúng ta vẫn chưa thấy hiện tại nhưng mà cho dù là có ảnh hưởng đi nữa đó bây giờ vẫn chưa thấy nhưng mà chưa dù có đi nữa thì đó cũng là những cái suy nghĩ ngắn hạn mà thôi đối với thường tại vì dài hạn các bạn nghĩ là bộ tài chính lấy số tiền này về để làm gì đâu phải đem tiền về để mà cất trung tủ đó các bạn đương nhiên bán số lượng công trái phiếu này tại vì uh, tiền ở trong ngân khố đó không còn bao nhiêu uh, các bạn đã biết là cái vụ gây cứng nợ trần đã kéo dài dẫn đến là tiền ngân khối không còn bao nhiêu cho nên bây giờ nợ trần đã tạm đình chỉ thì tranh thủ thời gian để mà bán không trả phiếu để mà để tiền trở vào để có thể tiếp tục chi tiêu và chi tiêu ở đây là các bạn thấy là dùng để trả lương những nhân viên làm cho nhà nước À, dùng để à, trả lương cho quân đội, dùng để trả lương cho những công ty mà cung cái dịch vụ cho nhà nước của Hoa Kỳ các bạn, cho nên các bạn thấy cuối cùng đó, thì tiền này ít nhiều gì cũng sẽ đổ ngược trở về nền kinh tế và một phần đó lại được đầu tư ngược trở về những tài sản. Đó là đầu tiên. Điều thứ nhì đó thì à, chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu là Fed là người thu mua số lượng công trái phiếu này. Đó là điều mà nhiều người quan tâm là có phải Fed sẽ thu mua hay không? Thì chúng ta thấy đây là bản cân đối kế toán của Fed thì các bạn vẫn thấy được một điều đó chính là cái đường màu xanh này đã tiếp tục cái xu hướng giảm và nó đại diện cho cái số lượng tài sản Fed đang lưu trữ và phần lớn đó chính là công trái phiếu các bạn chúng ta nhìn thấy được là công trái phiếu thì vẫn liên tục rời khỏi nghĩa là Fed vẫn tiếp tục bán công trái phiếu tiếp tục siết chặt nguồn tiền và chúng ta thấy được có một thời gian ngắn Nếu cái đường màu xanh này tăng ngược trở lên đó là lúc mà chúng ta có cái sự kiện liên quan tới ngân hàng ở Hoa Kỳ hồi tháng 3 thì lúc đó nhiều ngân hàng đã để công trái phiếu ngược trở bị Fed à, dùng đó làm thế chấp để mà cho vay khẩn cấp đó các bạn đã nhớ cái trường hợp đó rồi thì sau đó các bạn đã thấy là Fed vẫn tiếp tục bán công trái phiếu cái xu hướng của cái đường màu xanh này đó vẫn tiếp tục giảm xuống cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này có sự tăng trưởng ngược trở lại đó thì chúng ta mới ít nhiều gì thấy đây có thể là dẫn chứng là công trái phiếu của bộ tài chính được thu mua bởi Fed nhưng mà thường nó thì Fed sẽ không thu mua rồi các bạn cho đến khi nào mà ở trên thị trường nó không có nhu cầu thu mua thì lúc đó Fed mới nhúng tay vào để thu mua mà thôi chứ còn nếu không đó thì đương nhiên Fed muốn những cái ngân hàng những người đầu tư thu mua công trái phiếu hơn là họ tự thu mua tại vì họ cũng đang muốn xây dựng nguồn tiền hiện bây giờ chúng ta cũng có một số những cái công ty lớn sẽ thông báo quý 2 trong tuần này và chúng ta quan tâm nhiều nhất Tôi nghĩ là công ty Tesla các bạn tại vì Tesla vẫn là công ty cho tới bây giờ đó lưu trữ số lượng BTC lớn thứ ba trên thế giới, nếu như nói tới công ty các bạn chúng ta có MicroStrategy, lưu trữ 152.333 là công ty lưu trữ nhiều BTC nhất. Kế đó là Marathon, đây là công ty mà đào BTC thì lưu trữ 11.466 và Tesla đứng thứ ba các bạn 9.720 BTC. Cho dù là Tesla đã bán một số lượng lớn rồi, họ đã bán khoảng chừng 75% của tất cả BDC họ lưu trữ nhưng mà con số còn lại cũng không hề nhỏ đâu. Nó đáng giá khoảng chừng là gần như 300 triệu các bạn. Thì mỗi một lần mà có thông báo quý đó thì mọi người đều xung xa muốn biết là Tesla có hành động gì với BTC hay không có bán hay là thậm chí thu mua ngược trở về hay không à, và đương nhiên các bạn đã biết là công ty Tesla đã đã ngưng à, không có chấp nhận cho thanh toán bằng BTC à, bắt đầu là thu nhớ khoảng năm 2021 lý do là tại vì à, họ nói là có khá là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực tại vì Tesla là công ty sản xuất xe điện nhưng mà BTC thì à, lại được xem là một loại tài sản mà tiêu hao quá nhiều điện cho nên vì lý do đó, đó họ đã tạm ngưng năm 2021 và Elon Musk cũng đã nói cho đến khi nào mà có nhiều dẫn chứng cho thấy là hơn 50% của cái nguồn điện dùng để đào Bitcoin đó là đến từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thì Tesla sẽ chấp nhận thanh toán sử dụng BDC trở lại và cho đến bây giờ đó đã, đã có nhiều cái dữ liệu và nhất là những dữ liệu đến từ cái hiệp hội đạo BTC dẫn đầu bởi Michael Saylor cũng đã cho thấy được là đã có hơn 50% điện dùng đạo BTC bây giờ là đến từ năng lượng tái tạo rồi các bạn dùng năng lượng của mặt trời dùng năng lượng của gió dùng năng lượng của thủy triều thì không biết khi nào Tesla mới mở để cho người ta bắt đầu mua xe Tesla sử dụng BTC trở lại rồi cũng có khá là nhiều bạn là fan của Litecoin cho mình thường cũng muốn dành một thời gian ngắn để nói về Litecoin. Các bạn cũng đã biết là Litecoin đó tương tự như BTC thì khoảng khoảng chừng 4 năm nó sẽ có một cái đợt halving thì khi mà halving xảy ra đó thì cái số lượng Litecoin được đào sẽ giảm đi phần nữa và đợt này nó sẽ giảm từ 12.5 đồng còn có 6.25 đồng mà thôi. Thì tại sao mà Bitcoin có Bitcoin halving, Litecoin cũng có halving tại vì Litecoin đó core base là copy từ Bitcoin các bạn, từ Bitcoin mà ra. Dogecoin các bạn có biết đó, là đồng, Dogecoin là copy Coinbase từ Lucky Coin mà Lucky Coin đó là một cái half fork từ đồng Litecoin. Trên căn bản Litecoin và Dogecoin đều bắt nguồn từ mã nguồn của BTC hết đó các bạn à, và mỗi lần mà đến Bitcoin Haven các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái thông tin nó mang tính chất phết các bạn nói là khi mà Bitcoin Haven xảy ra đó, thì những thời đào họ sẽ bỏ cuộc và bạn lưới sẽ trở nên không an toàn chúng ta không nên quan tâm đến những cái thông tin đó tại vì lịch sử cho thấy mỗi lần mà ha xong đó thì các bạn sẽ được là đúng là có một số những cái xưởng đào họ sẽ ngưng đào nhưng mà những xưởng đào còn lại đó họ lại tăng tốc đào đó là cái các hoạt động của mạng lưới của BTC tại vì khi mà có nhiều người không đào nữa, độ khó đào giảm xuống thì những người còn ở lại họ sẽ nhân cơ hội đó để tăng tốc lên để có thể có được lợi nhuận cao hơn và chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC đã sau những cái đợt halving trước đây thì đều có một sự tăng trưởng, tại vì một trong những lực bán đến từ những cái công ty đào khi mà những công ty đào ngày lại càng đào ra ít BTC hơn, có nghĩa là lực bán đó ngày lại giảm đi thời gian các bạn, cho nên sau khi halving đó, thì khoảng chừng là một năm chúng ta sẽ thấy có cái sự phản ứng tốt đi ngoài tỷ giá tại vì cái sự khan hiếm đó nó, nó ngày lại càng trầm trọng hơn và sẽ từ từ thấm vào trong thị trường sau mỗi một đợt halving nhưng mà nói tới litecoin đó thì các bạn đã biết là trước đây thuận cũng là một người mà rất thích litecoin à, trước đây đó cái thông điệp của litecoin là bạc điện tử giống như là chúng ta nói Bitcoin là vàng điện tử thì Litecoin là bạc điện tử hai cái này nó đi song song với nhau nhưng mà đáng tiếc đó là theo thời gian cái thông điệp này nó bị phai mờ đi và thường có thể cho các bạn biết là chính xác là khi nào các bạn chính xác là cái thời điểm ngày 20 tháng 12 thì đây là năm 2017 một ngày đẹp trời đây chúng ta thức dậy thì lại thấy cái thông tin là founder Charlie Lee của Litecoin đã quyết định là bán hết tất cả Litecoin các bạn Và nhìn trở lại quá khứ đó Giống như là năm 2019 Thì khi mà nhìn trở lại Thì mọi người nói Wow Charlie đúng là một trader thứ thiệt Tại vì Bán ngay cái lúc đỉnh luôn các bạn và sau đó Litecoin đã giảm giá rất là nhiều. Nhưng mà cái hành động này của Charlie Lee làm cho nhiều cũng khá là nản tại vì người ta nói là wow, bây giờ founder của Litecoin đã không còn giữ Litecoin nữa thì đâu còn động lực gì đâu. À, nhưng mà Charlie Lee đó thì nói lý do tại sao mà bán hết Litecoin là tại vì không muốn có xung đột lợi ích, không muốn bị áp lực quá nhiều, vẫn sẽ tiếp tục phát triển Litecoin nhưng mà không muốn lưu trữ Litecoin nữa. Thì thông cảm thấy được là lúc đó có thể là quá nhiều cái sự chỉ trích tại vì các bạn thấy là một người mà đang dẫn đầu một dự án mà đang lưu trữ nhiều đồng đó thì các bạn chia sẻ thông tin nào tốt đó thì mọi người cũng sẽ comment tiêu cực bên dưới nói là đương nhiên anh nói gì vậy rồi tại vì anh nói vậy để người ta mua Litecoin rồi để anh chốt lời à, cho nên thường cảm thấy được là Charlie lúc đó bị áp lực đến từ dư luận cho nên cuối cùng đã quyết định là bán Litecoin thường không nghĩ đây là bản thân của Thuận mà thôi, Thuận không nghĩ là Charlie bán Litecoin là vì một cái lý do nào đó thấy được là giá Litecoin sẽ xuống đâu. Thuận chỉ nghĩ đây sẽ là một cái sự trung hợp nhưng mà nó lại khiến cho nhiều người có ác cảm hơn. Tại vì nhiều người sau khi mà thấy thông tin này và sau khi mà chúng ta bắt đầu mùa đông của năm 2018-2019 thì nhiều người nói là Charlie là biết trước giá đi xuống cho mình đâm số lượng Litecoin lên trên cộng đồng. À, thì cái sự tiêu cực nó tăng lên nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là Charlie đó thì ngày lại càng ít xuất hiện hơn Charlie thì vẫn còn ở đó các bạn chỉ là ít xuất hiện trên mạng xã hội mà thôi và cộng đồng Litecoin thì bây giờ vẫn còn chúng ta chỉ hy vọng là cộng đồng Litecoin một lần nữa có thể làm sống động lại cái thông điệp Litecoin là một cái loại tài sản điện tử À, bây giờ thường cũng không biết là cái thông điệp của Litecoin thật sự là gì nữa và đây cũng là vấn đề khi mà chúng ta có một người dẫn đầu của một dự án tại vì người dẫn đầu đó ít nhiều gì sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn cho dự án đó phi tập trung ra sao đó người dẫn đầu còn và tất cả hành động tất cả lời nói đó đều có sự ảnh hưởng đến giá cả của token đó giống như chúng ta nói là cho Hawkinson làm gì hay nói gì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tương lai hay là ảnh hưởng đến cái giá của Cardano chúng ta nói tới Charlie Lee chúng ta nói tới và Vitalik Buterin làm gì và nói gì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Ethereum các bạn nhưng mà đó không phải là vấn đề của BTC tại vì Bitcoin các bạn đã biết là một người ẩn danh tạo ra là Satoshi Nakamoto là đàn ông, đàn bà hay là một nhóm người chúng ta đều không biết nhưng mà cũng không quan trọng luôn tại vì Satoshi đó mãi mãi là một nhân vật mà không ai biết một cái gì đó bí ẩn các bạn và sự mất tích của satoshi khiến cho btc trở thành một mạng lưới phi tập trung và không có người dẫn đầu và đó là một ưu điểm Nói tới sự mất tích của Satoshi đây thì bạn có biết là cái email cuối cùng Satoshi gửi là vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 Và đây là cái email được gửi bởi Satoshi thời điểm đó các bạn Và email này đó rất là ngắn Nó tóm lại đó Đây là một cái email có nội dung ngắn gọn Chỉ nói là Satoshi đã quyết định theo đuổi những thứ khác ngoài BTC không nói gì thêm rồi sau đó mất tích. Và tôi thường đọc cái email này với các bạn. Và đây là dịch theo cách của thuận capital. Tôi ước gì anh sẽ không tiếp tục nói về tôi. Và đây là cái email mà Satoshi gửi đến uh, cho một người có tên là Gavin Andreessen. Gavin Andreessen là một uh, Bitcoin developer các bạn. Và chủ đề là Lucky. Được gửi như thường nói là ngày 26 tháng 4 vào lúc 10 giờ 29 phút sáng. Và Satoshi nói tôi ước gì anh, có nghĩa là Gavin Andreessen, sẽ không tiếp tục nói về tôi như một nhân vật bí ẩn trong bóng tối. Báo chí sẽ chỉ dựa vào góc độ đó để biến BTC trở thành tiền tệ dành cho tội phạm. Thay vào đó đó có thể nói về ưu điểm mã nguồn mở và biểu danh những người đóng góp cho lập trình của BTC, điều đó sẽ giúp khích lệ họ. Và thêm vào đó, đó Satoshi nói là tôi đã chuyển sang theo đuổi những thứ khác và có lẽ sẽ không rảnh. Đây là khóa CL và mã broadcast trong trường hợp anh cần. Có lẽ anh nên đưa nó cho ít nhất một hoặc hai người khác có một số người dùng lâu năm luôn có mặt để hỗ trợ và ngắn gọn cho các bạn sau đó Satoshi đã mất tích và chúng ta đã biết những gì xảy ra sau đó mạng lưới BTC tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay rồi phần cuối video này đã, Thuận muốn dành thời gian để mà trước hết cập nhật danh bộ đầu tư của Thuận với các bạn. Tại vì thường nhận được nhiều câu hỏi là Thuận đã chốt lời hay chưa thì trong cái đợt tăng trưởng này đó Thuận vẫn chưa có ý định chốt lời các bạn. Nhưng mà cũng gần rồi các bạn. Tại vì à, các bạn đã biết là cái đợt cuối cùng Thuận chốt lời cách đây vài tháng là khoảng 29.000 đô cho BTC thì bây giờ BTC khoảng 30.300 thì cũng không có phải là thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà tới bây giờ đó thì các bạn đã thấy là Thuận vẫn lưu trữ nhiều nhất là BTC. 67.54% Ethereum đó là đồng thuận lưu trữ nhiều thứ nhì là 22.3% Và những ai theo dõi kênh 6 năm qua cũng đã biết điều này không thay đổi 6 năm qua Và chúng ta thấy được là đồng lớn thứ ba thường lưu trữ là BNB 5% Trên đó chúng ta có Cardano là khoảng 2% các bạn XRP thì khoảng 1.6% Nhưng mà XRP đó trước đây không tới 1% các bạn Bây giờ đó là 1.6% rồi Lý do là tại vì giá của XRP đã tăng giống như là 60% trong vòng một tuần thôi các bạn À, chúng ta được đồng kế tiếp đó chính là Matic thì chỉ có 0.4% mà thôi chúng ta có Solana chỉ có 0.5% uh, cũng như vậy 0.5% và còn một số những đồng nhỏ khác uh, không tới 0.1% nữa các bạn chỉ có 0.06% mà thôi nhưng mà từ tư crypto của thường thì khoảng chừng 90% vẫn đang nằm ở chỉ hai đồng BTC và Ethereum và đối với tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn thấy được là crypto vẫn chiếm phần trăm nhiều nhất là 58% các bạn à, Chúng ta có bất động sản là khoảng chừng gần 30% chúng ta có cổ phiếu là khoảng 4% tiền mặt đó thì thường còn khoảng 8% các bạn và đương nhiên thuận trung bình giá thì vẫn có tiền đến từ thuận đi làm công ty và thuận vẫn có thu nhập đến từ kênh thuận capital thì đó là cái nguồn mình thuận dùng thường xuyên để mà trung bình giá và đương nhiên thuận dùng một phần tiền mặt để tiếp tục trung bình giá nhưng mà thường nó thuận thích cái phần trăm tiền mặt này có cái phần trăm cao hơn trong thời gian dài hạn thuận không biết được khi nào thôi bây giờ các bạn có thể là nhiều năm tới đó thì thuận thích cái phần này nó cân bằng hơn có nghĩa là thuận muốn một mọi thứ là khoảng 25% trăm à, Cái phần mà Thuận luôn muốn có sự tăng trưởng là cổ phiếu các bạn Thuận muốn lưu trữ khoảng chừng 25% cổ phiếu Tiền mặt đó Thuận sẽ lưu trữ khoảng chừng 25% Crypto cũng như vậy Và bất động sản cũng như vậy Nhưng mà chưa phải là bây giờ Bây giờ Thuận vẫn rất là chú tâm vào crypto Tại vì Thuận nghĩ những năm tới đây là những năm đột phá cho crypto Cho nên Thuận ưu tiên crypto hơn Nhưng mà trong thời gian dài hạn thì Thuận muốn có một cái sự cân bằng và nói tới đây đó chúng ta hãy cùng nhau để mà trung bình giá cho account demo chúng ta đã tạo trên CoinGecko Thì mỗi một tuần nữa các bạn đã biết chúng ta dùng mặt account này để mà trung bình giá đây cho các bạn thấy được là kết quả trung bình giá ra sao Và chúng ta đã bắt đầu trung bình giá đó là từ lúc như bạn đã biết là ngày 4 tháng 4 năm ngoái à, và lúc đó giá BTC là 46.600 đô và chúng ta cũng đã chung mình giá từ lúc Ethereum ngày 4 tháng 4 năm ngoái là 3.514 đô giá bây giờ vẫn cách xa cái mức chúng ta bắt đầu chung mình giá nhưng mà trong hơn một năm qua đó mỗi từ 100 đô thì kết quả chúng ta vẫn thấy được là chúng ta có lời 25% trong cái danh mục đầu tư này và nếu như tính riêng BTC đã có lời hơn 30% lần các bạn và Ethereum thì lời khoảng 20% thì tại sao tại vì chúng ta thấy được là giá đi xuống chúng ta có thể mua được ở những cái mức giá tốt và dài hạn khi các bạn mua liên tục mỗi tuần như vậy các bạn sẽ có một cái mức giá trung bình và khi mà giá có một cái sự tăng trưởng lên đó, thì các bạn sẽ có lời Đó là cái hiệu ứng của trung bình giá các bạn Và thường nó giá sẽ ở mức thấp dài hơn là lúc mà giá ở những mức cao Nếu các bạn nhìn lịch sử của crypto đó các bạn sẽ thấy được là những lúc mà giá cả đang ở trên cao đó Của một chu kỳ thì thường chúng ta chỉ ở đó khoảng chừng là nửa năm mà thôi hay là một năm Trong khi mà các bạn thấy được là những mùa đông đó thì kéo dài cả hai năm Chúng ta có nhiều thời gian để mà thu mua ở những cái mức thấp hơn là ở những mức cao cho nên dẫn đến chúng ta sẽ có một mức trung bình giá thấp khi mà giá cả có sự tăng trưởng theo mỗi chu kỳ thì sẽ có một sự uh, lợi nhuận rất là cao và chúng ta thấy được là giá bây giờ chỉ có 30.000 đô một BTC thôi chúng ta đã có lời 25% rồi khi mà chúng ta thấy giá BTC lên tới cái mức là gấp đôi con số này như là trở về đỉnh cũ và bắt đầu là đỉnh mới đó thì phần trăm này nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh thì chúng ta sẽ tiếp tục chập nhật hàng tuần với các bạn mà trong tuần này chúng ta hãy cùng nhau trung bình giá 100 đô cho BTC thì 100 đô cho BTC bây giờ đã là 30.000 đô các bạn chúng ta không thể mua được nhiều BTC nữa Chúng ta chỉ có thể mua được 0.0033 BTC mà thôi Tôi sẽ bấm Submit Thì uh, coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho BTC cho tuần này Và cái mức trung bình giá mà chúng ta đang có hiện tại là 23.352 đô la cho một BTC Bài Ethereum đó thì uh, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự chúng ta bấm vào Add transaction thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.052 Ethereum mà thôi Chúng ta sẽ bấm submit Thì đây là cái kết quả trung bình giá cho tuần này các bạn Ethereum bây giờ mức trung bình giá chúng ta thu mua là 1.603 đô và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. thùng hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn